Xin chào anh chị và các bạn. Trong cái video trước thì tôi đã chia sẻ với các anh chị và các bạn về chứng chỉ quỹ hay là quỹ đầu tư rồi đúng không ạ? Tuy nhiên thì trong thực tế nó sẽ có phân loại các cái loại quỹ đầu tư. Thế thì chúng ta cần phải hiểu rõ các cái loại quỹ đầu tư này để mà thực hiện tham gia cho nó phù hợp với cái nhu cầu của mình cũng như những cái mục tiêu của mình đúng không ạ? Ở trong cái phần học này thì tôi sẽ chia sẻ cùng anh chị và các bạn về quỹ đóng và quỹ mở. Đây là hai cái nhóm loại quỹ phổ biến trên thế giới và cũng như là ở Việt Nam. Thế thì làm như thế nào để chúng ta phân biệt được? Trước hết thì tôi sẽ chia sẻ với các anh chị về quỹ đóng. Thứ nhất, nó có một số đặc điểm như thế này. Nó giới hạn số nhà đầu tư tham gia quỹ đóng. Thứ hai, nó giới hạn cái thời gian hoạt động của quỹ. Đó là hai những đặc điểm cơ bản nhất. Đó, thế thì cái ví dụ ở Việt Nam thì có quỹ đầu tư đóng nào? Thì ví dụ như quỹ đầu tư bất động sản Techcom Việt Nam REIT. Thì tôi sẽ minh họa cho các bạn hiểu cái quỹ đóng nó như thế nào. Cũng trong như cái ví dụ trước đúng không ạ? Tôi sẽ minh họa rất dễ như này để các anh chị hiểu này. Cái quỹ đầu tư đóng thì ví dụ cái quỹ này là chúng ta có 50.000 đô. Thì nó sẽ giới hạn là chỉ có 6 cái nhà đầu tư này thôi. A, B, C, D, E, F chỉ 6 nhà đầu tư để tham gia thôi. Và cái thời gian hoạt động của cái quỹ này tôi giả định như là tối đa khoảng 2 năm, ví dụ thế. Thông thường thì ví dụ như quỹ đầu tư bất động sản đó thì nó hoạt động khoảng 2 năm và nó giới hạn số nhà đầu tư tham gia. Đó. Chào mừng anh chị và các bạn đến với chương trình học trải nghiệm tài chính cá nhân. Chương trình được phát sóng vào 20 giờ tối thứ ba hàng tuần trên kênh YouTube Tiền của tôi Official. Để tìm kiếm các cái bài học mới nhất, anh chị vào YouTube và gõ từ khóa Tiền của tôi sẽ có rất nhiều các cái bài học mới nhất để anh chị tham khảo. Để nhận được các cái thông báo về các cái bài học mới nhất, anh chị đăng ký kênh và ấn vào nút chuông. Xin cảm ơn các anh chị rất nhiều ạ. Về quỹ mở thì chúng ta sẽ được hiểu như thế nào? Nghe cái từ mở nên chúng ta có thể thấy là nó đã mở rộng rồi đúng không ạ? Nó đã có những cái hướng gì mở rồi. Thì quỹ mở nó có hai cái đặc điểm nó trái ngược so với quỹ đóng. Thứ nhất là gì? Nó không giới hạn cái số nhà đầu tư tham gia các anh chị ạ. Đấy. Thứ hai nữa là gì? Nó không giới hạn cái thời gian hoạt động của quỹ. Ở Việt Nam thì hầu hết các quỹ đều là quỹ mở. Ví dụ như là quỹ TCBF, TCFF, TCEF, rồi VFM, rồi VEOF, rồi VFF. Đó là các cái quỹ mở, vân vân, nhiều lắm. Nó có khoảng độ hơn 40 cái quỹ cơ. Nếu mà anh chị và các bạn muốn tham khảo thì có thể vào cái trang web của Ủy ban Chứng khoán thì có thể thấy được. Tuy nhiên thì tôi muốn mô tả cho anh chị dễ hình dung hơn về cái quỹ mở qua cái ví dụ sau. Tôi sẽ mô tả với anh chị đây là một cái quỹ mở. Anh chị có thể hình dung được. Khác với quỹ đóng lần trước thì chúng ta có thể thấy nó giới hạn 6 nhà đầu tư thôi. Nhưng quỹ mở thì không giới hạn, thì có thể có các nhà đầu tư GH, JK, LM vân vân rất là nhiều, không giới hạn. Thứ hai nữa là cái quỹ này nó không giới hạn cái thời gian hoạt động anh chị ạ. Tức là không phải 2 năm, có thể 3 năm, 4 năm, 5 năm, 10 năm vân vân. Rất là dài. Đó. Thì như vậy là tôi đã chia sẻ với các anh chị khá là cơ bản về quỹ đóng và quỹ mở. Thì anh chị có thể hiểu nó chỉ đơn giản như thế này thôi. Đấy, quỹ đóng thì giới hạn số nhà đầu tư, còn quỹ mở thì không giới hạn số nhà đầu tư tham gia. Quỹ đóng thì giới hạn thời gian hoạt động, còn quỹ mở thì không giới hạn thời gian hoạt động. Và ở Việt Nam, chúng ta giao dịch chủ yếu là quỹ mở. Đó. Xin cảm ơn các anh chị và các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn ở các cái video tiếp theo về quỹ đầu tư, chứng chỉ quỹ đầu tư.